Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dạng bài mà rất nhiều bạn đã inbox cho mình và nói rằng đấy là dạng bài khó nhất. Thì hôm nay mình sẽ làm một bài demo hướng dẫn cho các bạn làm dạng bài này nhé. Đây là dạng bài gì các bạn có đoán ra chưa? Ok, let's get started. Hôm nay mình sẽ làm dạng hướng dẫn cho các bạn làm dạng bài heading matching. Ok, đây là quyển Reading Recent Actual Test nhé, và đây là test 7. Thì với dạng bài heading matching ấy thì các bạn phải hiểu yêu cầu của đề bài là gì nhá. Yêu cầu của đề bài là các bạn sẽ phải tìm ý chính cho một đoạn văn hoặc là các đoạn văn trong một section. Thì ý chính là gì thì các bạn tưởng tượng là các bạn khi mình học ngày xưa ấy thì nó sẽ có những cái cách trình bày đoạn văn như kiểu là diễn dịch, quy nạp, tổng hợp đúng không? Hoặc là có những đoạn văn mà sẽ không có câu topic sentence. Thì làm một bài heading matching cũng như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ quay sang, mình sẽ làm demo cho các bạn một số các heading ở đây nhá. Điều đầu tiên mà mình luôn hướng dẫn cho các học viên của mình trên lớp đấy là đầu tiên bạn sẽ khoanh tròn cho mình số lượng sections hoặc số lượng paragraphs mà bạn có. Thì đề bài họ đã ghi sẵn hộ các bạn nhá. Ví dụ ở đây bạn sẽ thấy là đoạn văn mà bạn chuẩn bị tìm nó sẽ có 6 sections. Và ở đây thì họ cho bạn tận 10 headings. Vậy thì suy ra là 6 này, bạn có 10 heading, suy ra là sẽ 4 cái là traps, sẽ có 4 cái không phải là đáp án đúng. Thì 4 cái không phải là đáp án đúng này nó có ngẫu nhiên không phải là đáp án đúng hay không? Thì bạn sẽ tưởng tượng là những đáp án không phải là đáp án đúng thì thường là bẫy của một đáp án chính xác. Tức là nó sẽ nhặt ra một từ keyword y xì như trong đoạn văn nhưng nó không phải là mang nghĩa kiểu như là ý chính của đoạn văn đấy. Ok. Thì lý thuyết là như vậy, bây giờ mình sẽ làm sang từng đoạn văn nhé. Bước đầu tiên là bạn sẽ cho khoanh tròn sections của mình này. Bước thứ hai, các bạn sẽ bắt đầu phân tích keyword trong từng cái heading 1. Ví dụ như câu 1 nhé, bạn nhìn này, locations and features of different seaweeds. Thì ở đây bạn thấy đề bài này sẽ có cấu trúc là A and B đúng không? Tức là nếu như đây là heading của đoạn văn thì nó phải chứa cả hai ý này trong đoạn văn đấy, cả locations và cả features của các loài seaweeds khác nhau. Thì đấy là keyword nhá, phải gạch chân keyword như vậy để phân tích được cả cái heading nó như vậy. Số 2, người ta ghi là various products of seaweeds. Tức là các sản phẩm gì? Các sản phẩm khác nhau đa dạng của seaweeds đúng không? Các bạn sẽ nhìn sang câu số 3 này, use of seaweeds in Japan. Thì cái từ in Japan nó sẽ là một cái để giới hạn cái thông tin của các bạn đi. Thì nếu như đây là heading của đoạn văn thì đoạn văn này phải chứa là cách sử dụng của seaweed ở một đất nước nào đấy thôi. Và đây là đất nước Japan. Ok. Đoạn văn số 4, heading số 4, seaweed species around the globe. Around the globe, do you know what that means? Around the globe có nghĩa là xung quanh thế giới. Thì đoạn văn này phải nói về các loài seaweed trên toàn thế giới. Các bạn sẽ thấy cái số 3 và số 4 khác nhau rồi đúng không? Ở đây là chỉ có Japan, đây là trên toàn thế giới đây. Câu số 4, số 5 này, heading số 5 là nutritious value of seaweeds. Nếu như từ này mà các bạn không biết nghĩa thì các bạn cứ gạch chân đi, bởi vì có thể trong bài nó sẽ để lại y xì chữ này hoặc là word family của nó cho các bạn. Còn từ này nếu mà các bạn muốn biết nghĩa thì nó sẽ là dinh dưỡng nhá, giá trị dinh dưỡng hoặc là seaweeds. Bài cả bài này nói về seaweeds, bạn thấy heading nào cũng có từ seaweeds đúng không? Seaweed chính là rong biển nhé. Còn câu số 6 này, why it doesn't drag or sink? Thì ở đây có cấu trúc là A or B. Thì tức là trong bài sẽ phải nói về cả drag or sink. Thì đấy mới là heading của nó. Câu số 7, keyword của bạn là where. Và các bạn chú ý ở đây có một loài đặc biệt hơn, đấy là red seaweeds. Bạn không chỉ nên gạch chân mỗi từ seaweeds nhé, mà là gạch chân cả từ red nữa. Tức là một loài mà loài đấy là loài cụ thể là loài red. Là phải là where nữa nhá. Câu số 8 là under use of native species. Tức là việc có một loài ở một địa phương, có một loài tức là sinh sống một địa phương nào đấy. Và người ta under use, bạn phân tích word formation của từ này ra, cấu tạo của từ này ra. Thì under use tức là kiểu người ta bị dùng ít, tức là người ta dùng không biết hết cách, không khai thác triệt để một cái loài ở địa phương của họ. Đấy, không khai thác hết triệt để nhá, under use. Con số 9 tức là mystery. Mystery là gì ạ? Nó là kiểu như là bí ẩn gì đấy được giải quyết, solved. Ok, heading rất là ngắn nên là chú ý đọc bài phải thể hiện được cái này thì mới là heading nhá.
Còn câu số 10 thì họ đến một cái phần nữa. Như các bạn nhìn thấy cấu trúc ở trên này đúng không? Đấy chính là how seaweeds reproduce and grow. Vậy nó sẽ là cấu trúc A and B, right? Ok, sau khi các bạn đã phân tích xong các cái heading có chứa các keyword như thế nào, thì bây giờ bạn sẽ sang phần thứ hai, đấy là bạn sẽ đọc từng section một. Section A, thì đọc xong section A, bạn sẽ quay sang nhìn các heading một lần nữa và thấy cái nào mà chứa hết tất cả ý trong section A thì đấy sẽ là heading mà các bạn cần tìm nhé. Vì đây là section nên section nó sẽ chứa có thể là 2 đến 3 đoạn văn, có thể là từ từ một đoạn văn trở lên, chứ nó không chỉ là chứa mỗi một đoạn văn như các bài gọi là paragraph A. Sự khác nhau là như vậy thôi. Thì khi đọc section A, bạn sẽ đọc luôn keyword. Sorry, đọc câu đầu tiên cho mình. Seaweed is particularly nutritious food, absorbs, concentrate, bla 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 to the body health. Câu đầu tiên, hai là lên đội mình nhá. Thì bạn thấy là seaweed là một loài thức ăn dinh dưỡng đúng không? Mà mình vừa nãy mình phân tích trong bài có cái chữ gì đấy liên quan đến dinh dưỡng nhá. Thì để make sure là đây là câu mà liên quan đến ý chính của cả đoạn văn này, bạn sẽ phải đọc các câu tiếp theo. Ví dụ như many elements, seaweed, aluminium, rồi calcium, chloride gì đấy, những thứ này các bạn biết đúng không? Các bạn sẽ đoán là nó là những cái chất dinh dưỡng, những cái vitamin gì đấy trong seaweed này. Đọc lướt qua chủ ngữ hộ mình thôi thì hết câu này này. Seaweed rich in vitamins, các loại vitamin khác. Thì tức là đây là một loại rất là dinh dưỡng đúng không? Các câu đằng sau này support cho câu đầu tiên. Ok, vậy thì câu đầu tiên là câu topic nhá. Nhưng vấn đề là các bạn còn một câu, một đoạn văn đằng sau nữa. Thì bạn phải phân tích cả câu đằng sau này. Thì bạn thấy câu đằng sau nó nhắc lại keyword một lần nữa này. Nutritive value, seaweed has long been recognized. Trong câu này thì đây lại nói đến nutritive value đúng không? Giá trị dinh dưỡng. Và đằng sau là câu for instance. Thì for instance là không bao giờ sẽ là câu topic nữa nhá, vì nó là những câu ví dụ minh chứng minh cho một câu chủ đề. Thì bỏ qua những câu như thế này. Bạn thấy câu đấy đến hết này. Research into old Maori. Thì nó vẫn liên quan đến câu đằng trước này. Rồi đến hết. Và những cái này thì nó đều support cho câu đầu tiên là câu topic sentence. Vậy thì suy ra là section A, bây giờ các bạn quay lại nhìn các list of heading nhá. Thì nó có chứa A1 không? Locations and features. Nó có nói gì là seaweed sống ở đâu hay là đặc điểm tính cách, đặc điểm như thế nào không? Thì các bạn không thấy có đúng không? Bạn sẽ bỏ qua một. Câu số 2 là various products of seaweeds. Các sản phẩm khác nhau của seaweed. Thì trong này nó có nói đến sản phẩm khác nhau không? Chưa đúng không? Vậy thì bỏ qua hai. Lại gióng tiếp xuống 3. Use seaweed in Japan. Nhắc đến Japan mà đoạn văn cả section này là mình không hề nhắc thấy Japan luôn. Vậy thì bỏ qua 3 luôn. Câu số 4 là seaweed species around the globe. Tức là các loài seaweed trên toàn thế giới. Bạn cũng không hề thấy các thông tin liên quan đến around the world là around the globe ở đây đúng không? Vậy thì bỏ qua phần này nhá. Câu số 5 mình có nutritious value of seaweeds. Giá trị dinh dưỡng của seaweed. Thấy y xì câu section A chưa? Thấy y xì câu này luôn nhá. Và y xì cái phần nutritive value. Tức là họ dùng cái từ một từ word family khác của từ này để làm câu topic trong này. Vậy thì suy ra đây sẽ đáp án đúng. Bạn sẽ có check là A. À sorry, 5 sẽ là heading của đoạn văn A nhá. Bây giờ mình đến section B. Section B thì các bạn thấy ok, thấy thế nào nhỉ? Section B nó chỉ là một đoạn văn ngắn thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ phải đọc lướt qua đoạn văn này để tìm ra đâu là ý chính của đoạn văn. Thì câu đầu tiên nhá, New Zealand lays claim to 700 species of seaweed, which some of which have no representation outside the country. New Zealand có 700 loài seaweed, một số loài thì không sống ở ngoài cái đất nước này, tức là chỉ có đất nước này có thôi. But several species grown worldwide, trong tất cả các loài species trên toàn thế giới thì New Zealand có lượng share khá là lớn. Rồi đến for example thì lại nói đến ví dụ đúng không? Ok, thì New Zealand có 700 loài. Và đến câu for example, ví dụ này. Ví dụ nó có gì? Có 30 loài. 30 species, 30 species. These liên quan đến 30 species này đúng không? Rồi những câu tiếp theo là call agar,
Cũng tương tự như vậy, từ câu này cho đến các bạn nhìn câu trước câu sau của mình nhá. Riêng cái câu này đã đến tận đây rồi. Thì cái câu a cả này bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều rồi liệt kê, tức là các bạn sẽ đọc lướt qua nhá, chứ không phải là các bạn sẽ đọc chỉ mỗi câu đầu câu cuối của đoạn văn thôi. Bạn sẽ đọc lướt qua này, a cái substance, cái chất liệu này thì được ứng dụng trong các loài gì, rồi nó nói ra rất nhiều các sản phẩm ở đây đúng không? Sản phẩm như là cough mixture, confectionery, cosmetics, bla 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 như vậy. Và đến câu cuối chốt lại là in fact cái gì gì đấy. Nhưng cái câu in fact này thường nó chỉ đưa ra ví dụ thôi, nó cũng chưa hẳn là một câu topic sentence. Vậy thì đọc cả đoạn văn này, nếu như các bạn còn thấy mơ hồ về idea chính của đoạn văn thì cái điều mà mình nhắc lại để các bạn confirm đáp án đấy chính là các bạn sẽ quay lại list of headings. Cái lúc này thì bạn sẽ check list of headings và sẽ tra xem cái nào là hợp lý nhất. Đơn giản là như vậy thôi. Ví dụ câu 1 nó có nói gì đến đoạn văn B, có nói gì đến locations and features không? Có liên quan đến địa điểm và tính đặc điểm của nó hay không? Không có đúng không? Bạn chỉ thấy mới có New Zealand. Nhưng mà New Zealand nó sống ở đâu là New Zealand thì chưa có đúng không? À, câu số 2 là various products of seaweeds. Các sản phẩm khác nhau của seaweed. Thì bạn thấy các sản phẩm khác nhau của seaweed ấy, bạn sẽ thấy ngay ở cái câu này này. Nó những sản phẩm này gọi là cái gì, nhưng mà chiết xuất ra các loại sản phẩm gì, nó liệt kê rất rất dài đoạn văn như thế này. Thì bạn sẽ thấy nó chiếm đến tận 2 phần 3 đoạn văn, thì đấy sẽ là ý chính của đoạn văn nhá. Còn những cái câu trên này chỉ là dẫn dắt vào cái ý chính đấy thôi, thì nó sẽ không phải là câu topic sentence được. Thì nói chung đoạn văn này bạn sẽ không thấy công câu topic sentence nó hiển nhiên như đoạn văn A, như section A, mà nó sẽ là cái câu mà các bạn sẽ đọc cả đoạn văn thì mới hiểu ra ý chính. Ok? Thì đây nó sẽ hợp lý với heading số 2 luôn. Thì bạn sẽ chọn đây là đoạn văn B. Nếu như trong trường hợp các bạn tự làm mà bạn vẫn thấy, hoặc là các bạn tự suy ra vẫn thấy cái câu này không hợp lý đáp án chẳng hạn, thì bạn có quyền đọc tiếp tất cả các phần còn lại. Và nếu như thấy các phần còn lại mà hoàn toàn không hợp lý thì cái sẽ khẳng định lại là đáp án 2 là đúng nhé. Ví dụ như đáp án số 3, use Japan đúng không? Ngay cái từ Japan thì mình đã loại luôn rồi. Số 4 là around the globe. Trong này cũng có là grown worldwide, nhưng mà chủ yếu là New Zealand. Chỉ nói đến New Zealand có một loài, có một lượng rất là lớn thôi. Thì cái câu số 4 này sẽ là một đáp án sai. Câu số 5 vừa chọn là A rồi. Câu số 6 là dry cow sink. Không có đúng không? Chưa có thông tin này. Số 7 sẽ là where to find. Và đây một loài đặc biệt đó là red seaweeds. Đoạn này còn chưa hề nói đến red seaweeds. Câu số 8 là underuse of native species. Thì native species nó chính là cái loài của New Zealand nhá. Nhưng mà underuse người ta chưa dùng hết hoặc chưa biết cách khai thác hết. Thì trong bài này chưa có đúng không? Trong bài này chưa có mà thậm chí nó còn đang nói là những cái loài này sản xuất được cái gì cơ. Tức là nó tận dụng được những cái này. Thì câu số 8 sẽ là một heading sai. Mystery solved. Không hề có mystery gì hết ở đây. Còn câu số 10 là reproduce or grow. Lại càng không có thông tin liên quan đến nó sinh sản hoặc nó phát triển như thế nào. Thì suy ra là bạn chỉ còn một lại là cái heading số 2 là cái chuẩn nhất, là cái đúng nhất. Như vậy là để làm một bài heading matching thì nếu như các bạn đọc đoạn văn thấy rõ được câu topic thì sẽ tìm luôn cái câu topic đấy tương ứng với câu nào được ba phrase trong các headings. Còn nếu trong trường hợp mà bạn thấy có một đoạn văn như thế này nhưng mà đọc mãi cũng không hiểu là ý chính của nó là gì ấy, thì bạn sẽ quay lại đọc các headings và lọc ra cái heading nào sẽ chứa được tất cả các ý ở trong này, hoặc heading nào loại ra luôn bởi vì nó không hề có các chứa các keyword trong heading đấy. Ok, thì đấy là thường là những cái cách mà mình dẫn làm bài heading matching. Nói về cấu trúc A or B. Ok. Mình sẽ chữa tiếp cho các bạn sang một section, đó là section D. Ok, mình sẽ chữa demo thôi nhá. Section D á, thì các bạn sẽ thấy là nó có seaweeds divide into three classes determined by the color. Tức là các loài seaweed thì chia thành ba nhánh, ba phân loài. Nó được quyết định theo màu của nó là màu gì. Rồi bạn sẽ thấy đây là gần như là một câu nghe đã có vẻ là khá là topic rồi đúng không? Thì bạn đọc tiếp however. Tuy nhiên một số loài few one color, một số rất ít loài liên quan đến một màu. Bla bla gì đây. Nói chung cái này liên quan đến màu sắc thôi. Thì đây là nó phân loài theo màu sắc đúng không?
Thì đấy là đoạn văn 1. Sang paragraph 2. Identification by the factors. The factors determine where a seaweed will grow are quite precise. Rồi zones gì đấy. Tức là phân loài này. Nhớ các bạn dịch được từ gì thì dịch nhé. Không nhất thiết là bạn phải hiểu hết ý của họ đâu. Bởi vì có những từ nó quá là kiểu như advanced ấy. Có những bạn trình độ thấp sẽ không kịp hiểu. Thì ở đây ví dụ như mình nói từ the factors. Bạn biết chương trình X Factor đúng không? Nhân tố bí ẩn. Thì đây chính là nhân tố, các nhân tố determine. Từ này các bạn nên biết vì đây là một từ mà thường xuyên xuất hiện trong IELTS Reading. Những nhân tố xác định nơi mà, đúng không? Where. Nơi mà cái seaweed này nó sẽ phát triển. Thì precise là gì? Precise là bằng với từ correct, tức là khá là chính xác ấy. Thì những cái nhân tố này khá là chính xác. Nhân tố mà nơi mà nó phát triển, nơi mà nó lớn lên thì khá là chính xác. Rồi các bạn sẽ thấy là nó có liên quan đến shallow water, rồi tức là nơi nước nông này, rồi medium depths, nơi nước trung bình này, rồi deeper water là nơi nước sâu, bla bla. Thì bạn sẽ thấy là những cái phần ở dưới này ấy, nó support cho câu đầu tiên, đúng không? Khi đọc bài heading matching thì phải nhìn ra cấu trúc họ phân tích đoạn văn như thế nào. Rồi sau đấy các bạn sẽ quay lại, bạn sẽ thấy đoạn văn này nói đến một nói đến nó phân loài theo màu. Đoạn văn tiếp theo là nói nơi các seaweed sống ở đâu. Bây giờ bạn sẽ quay lại các heading xem đâu là ý chính nhé. Bạn thấy luôn là câu 1 đúng không? Locations. Locations chính là cái phần where. Là cái phần đoạn văn số 2 này. And features. Features chính là cái nó divided into three classes. Đây này, tức là cái phần nó được chia phân chia thành 3 loài dựa vào màu á. Thì nó thỏa mãn cả hai yếu tố là A and B trong cái heading này đúng không? Vậy thì suy ra đây sẽ là một heading đúng. Nếu như các bạn thấy còn băn khoăn thì các bạn sẽ lại làm tương tự như đoạn văn section B, là bạn sẽ lại lọc các đáp án sai ở dưới đi cho mình, thì bạn sẽ suy ra được đáp án đúng. Ok. Ok, thì đấy là cách mà mình sẽ hướng dẫn làm các dạng bài, làm dạng bài heading matching. Mình hy vọng là các bạn sẽ hiểu được nhiều cách phân tích đoạn văn cũng như là cái cách gạch chân keyword trong cái list of heading như mình đã chỉ dẫn cho các bạn ngay từ đầu. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và chúc bạn IELTS đạt được kết quả như mong muốn nhé.